Credit Suisse và Novaland có liên quan như thế nào? Gần đây rất là nhiều người cho rằng cái thông tin Credit Suisse phá sản nó sẽ làm ảnh hưởng domino đến hệ thống tài chính hay là doanh nghiệp ở Việt Nam, trong đó có Novaland. Thì theo mình như thế là còn quá sớm để kết luận. Đúng là Novaland có vay Credit Suisse một khoản khá khá, tức là ngân hàng này bỏ ra tầm 250 triệu đô để mua trái phiếu của Novaland ấy. Nhưng mà các bạn cứ bình tĩnh, tại vì cái lô trái phiếu này phải đến tầm 2026 mới đến đáo hạn cơ. Và ngân hàng này thì cũng đứng tầm bét bảng vì thứ tự được ưu tiên thanh toán nhá. Thêm vào đó thì phía Novaland cũng sẽ có rất là nhiều cách để giải quyết cái chỗ nợ này, ví dụ như là thực hiện trái phiếu chuyển đổi. Gần đây các bạn có nhận được thông tin Novaland chuẩn bị phát hành thêm 2,9 tỷ cổ phiếu không? Và khả năng cao Credit Suisse phải chấp nhận chuyển đổi cái lô trái phiếu này thành cổ phiếu, giống như là City Global đã làm trước đây. Thật ra mình phải dùng từ chấp nhận ấy, tại vì anh ngân hàng này đi cửa nào cũng dở thôi. Đòi thì khó vì anh ấy có được ưu tiên trả nợ đâu. Tiền mặt thì Novaland cũng không có rồi, còn các loại tài sản khác như là bất động sản rồi tòa văn phòng, cái khu nghỉ dưỡng gì đấy vân vân ấy thì các ngân hàng Việt Nam cũng xí hết rồi, ví dụ như là ngân hàng MBB ấy. Mà nói chung là số Credit Suisse cũng đen, cũng hay dính vào mấy thương vụ lởm khởm này lắm, không phải mỗi ở Việt Nam đâu. Mà cái tin đồn ngân hàng này phá sản thì cũng là từ tháng 10 năm ngoái rồi, cho nên là theo mình đây cũng không phải là thiên nga đen hay là yếu tố gì nó quá là bất ngờ. Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng đang rất là cố gắng để có những cái chính sách điều tiết phù hợp, cho nên là hiện tại mình nghĩ là mọi người đừng nên vội đưa ra kết luận và nhìn những cái sự việc nó quá là tiêu cực như vậy. Ngọc Yakun phím lệnh kỳ lần, chốt lãi suất thần.